Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Miễn trải hối gì danh mầm. Em thấy mà cái nãy cũng chính là buổi chiều hôm nay thì Nam về hơi trễ nên là cũng không kịp đi mua đồ ăn. Nên là hôm nay tiếp tục ra mưa để bắt ít cá về mình làm cái bữa cơm. Là anh đập món ở đâu? Chào cả nhà nha. Đã coi tất cả cả nhà ơi. Mà nó dỗ cây cái cây luôn. Sơn giống cây tự. Cây tự. Xem lại chiếc lại chút lại. Là nó ra nghe nói chuyện. Vô nó ra đi. Cá này hay lắm chịu ơi. Không, không phá một con. Xin chào cả nhà nghe. Đây cho ngập lội đi cả nhà. Sao không để cho nó trốn. Trốn chút rồi. Anh tỉnh bớt vậy mai mốt nó cũng mở ra. Để dâm cho hết khi nó ra mới đỡ nó đầu ra. Cái tài tượng, cái tài tượng. Cái tài tượng, lớn rồi đó hả? Hầm này nhỏ chứ cá hay đủ cỏ luôn. Chứ cá gì vậy, mình nói gì vậy? Không lẽ nó đặng. Nhiều lắm mà. Mà chờ cá tài tượng mới nuôi đây còn bự nè. Nào ha. 4 tháng. Anh mập nạp năng lượng tối ngày. Cá lên ngon cá vô. Trời ơi con cá nhảy lên luôn. Bay dưới đây mò nè. Chạy vòng đó. Cái dòng rồi đó. Cái dòng kìa. Cái gà kìa. Đi vô nhà ai mượn không biết nữa. Đi lên đi, đi đi. Đi đi. Ốc nước. Đây nè. Trời nó nằm trên đó luôn. Trời ơi, dễ vậy. Cá. Đụng rồi. Bắt con này không? Dính luôn không? Mình đụng cái sợ kìa. Nó kẹp hay gì? Mình đụng cái sợ kìa. Cắt cái tự hết nước bự luôn kìa. Chưa chưa. Cá là chín. Cái này nè, cái này. Cái đây. Cầm đi, cầm đi. Cái dầu bự lắm chịu ơi. Vô mấy mưa rồi, vô mấy mưa rồi, cá lượng lên. Trời cá tài tượng có 3 kg. Qua đi chị, qua chị ngồi xuống nha. Để em mệt rồi. Nó bự lắm, cái dầu bự. Để đâu ở đây nè. Ôi trời. Ghê ghê ghê. Thôi cận đây. Ừ là trời. Cần nhan vô mắt. Ê, con cá dầu vô chứ. Thôi chạy ra, chạy ra, chạy ra. Trời ơi, hết biết rồi. Tao đó dừng 4 kg mà. Nó cái này là đụng chạy, trở trở lại nè. Thì kỹ nha. Còn cái tay tụ quá trời, cái tay tụ nhóc luôn. Cái dầu bự lắm nha. Nó đầu kìa, hơi gió đó. Mình dùng cái đó. Để nó nổi đầu lên nó ngớp. Vậy hả? Chờ mà khá sát cái bạn đi. Cái kia mày nhảy xuống mày tiếp cái mày. Lắc kì. Cá bự lắm. Con bắt con. Ui, càng vô đó đó sình tháo. Vô hầy đó. Ồ, cá chép. Cá chép, cá chép. Vô đó. Vô đó, tay tượng tay tượng, tay tượng. Cái dòng đi nè, dòng đi nè. Cái dòng đi nè. Ra rồi. Ra rồi. Ra rồi. Để xuống, để xuống. Ra rồi. Ra hả? Để xuống, chui lại ngược đây. Để xuống, để xuống đi. Ra chẳng dò chịu. Ừ. Mò rồi. Cá nhảnh, cá nhảnh. Cá nhảnh, cá kỳ nè. Đây nè, đây nè.
dính cho mấy cá nó nhát hết không mập nữa. Trời. Đóng ruột mấy cá nhỏ luôn. Tại vì sót ruột nó nhỏ nữa mà chạy xuống kia rồi. Đó, con cá này. Trời ơi, ốc bu hết biết luôn trời ơi. Cái giò mà. Cái giò dạ. 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 Cái giò vậy ra luôn. Ôi, nó chạy luôn. Nó đi mập á. Nó lỡ qua đây nè. Thả để thả. Cá nhà phải không? Bắt đi bắt cho tưởng ăn đi. Thôi bắt cái giò đi. Bắt cái giò đi tao tưởng mới ăn nè. Trời ơi. Okay. Không biết nó có qua đây không ta? Không đâu. Không đâu, nó chở nó chạy ngược. Để tùng lại mới được. Để chờ. Nãy cháy lỡ kiểu lọt ra chân trai nó nằm ở ngoài. Màu lớn quá vậy? Lớn nữa hả? Cái chân nữa. Cá bắt thảo qua đây nè. Có lại chạy con. Chạy bự. Cá bự quá làm lợi của chú anh chị. Dở lên nổi, dở lên nó dậy. Trời. À, kèm nước mò hả? Cái này cá mình sợ nó bay vô mặt á. Bay một cái đó ha là sụp mũi luôn á. Mấy cá bự á. Mấy cá tự tưởng ha. Ừ, cá tưởng bay vô mặt luôn, con bành mặt á. Đó, cá đẻ. Mình thấy đẻ trứng nhóc chưa. Ồ. Nhưng mà mấy cái con cá dọn nó hay lắm nghe chị. Nó chạy lẹ hơn cái con cá tai tưởng. Cá tai tưởng thấy nó quằn như mình không. Con cá này dữ lắm nha. Nó đè ăn nó vậy. Được rồi, nó dạ. Con này bự chưa? Con này bự. Rồi. Hả? Con nó cũng được rồi coi. Mệt rồi. Quậy rồi banh cái mương của cha. Tôi thấy gõ gàng rồi. Cá cả ba. Ba kiếm mấy con ký á? Ba ký. Quá trời luôn á không chèo. Ba ký không? Trên ba ký. Trời ơi. Biết cá. Nó trắng bông luôn. Ủ thôi nè. Bỏ vô thần. Chú vô đây rồi nào con gặp cá rồi. Tao đẻ vừa đó. Cá ủ rồi nè. Trời. Ở dưới còn nhiều lắm cô chú anh chị. Lâu lâu kẹt thì bắt con con. Cá tự nói gì. Người ta tưởng mới bắt em bữa rồi, mới quen bữa rồi. Hầm cá mập nuôi á thì để dành khi mà mình không có đi săn bắt được cả nhà. Bữa nào mà trễ đó thì mình sẽ bắt quay cho cả nhà. Cá thì như cá bông lau vậy chào. Như cá bông lau trắng mà nó vàng. Nó vàng. Mập đặc nó hưởng tối nè. Trang gãy rồi. Lớp ăn bèo. Rồi lớp ăn thức ăn. Nước trong bông. Ngày nay em với Út Liễu thì trong nhà màng cá. Ở đây thì mình hái thêm ít rau muống nữa. Cái mương này rau muống tốt lắm cô chú anh chị. Quá trời đọt luôn. Nó non vậy nè, mình bẻ ra nó mềm mèo à. Cái bữa này của ông ngoại chồng à, quá trời trái, năm trái. Nó nhỏ xíu mà. Khi đã bẻ cho bữa đó chín rồi, chín chưa? Vòng vòng đây ông ngoại trước trồng bử không nha. Ừ, nó ngoại trồng bử. À, gì mà đắt gì mà thấp gì mà trồng bử cũng chịu. Gà bu lại kìa. Nó chờ chờ cho ăn.
phải chạy. Chiều nào cha cũng cho ăn cái nó quen cái chiều nó vậy. Quá trời. Quá là phúc rồi. Giỡn nè, có mối nè. Mình cắt khứa đi ha. Cái da đó khứa già nó không? Bộ, không, nó bén nhưng mà mình không có ngay cái khớp của nó. Là khứa nó khó xuống. Cái cây dao nó nhẹ. Nó không hay khớp. Nhớ mà cơm tối nè. Con chào ông bà cô chú. Bữa nay thì cá này gia đình Nam sẽ nấu mắm của chú anh chị do là trễ rồi đó, cũng không kịp làm gì hết. Nhà thì có mắm sẵn, nhà có mắm sẵn rồi nên là Mập chỉ dựng lúc nãy đi bé được ít rau về mình kho mắm với cơm cả nhà. Củ nèo ngon quá, bé được mới củ nèo với chi cà với rau muống. Ra ngoài vườn cái này hái củ nèo á, nghe tiếng mũi bay không còn cũng đi. Có nhiều cũng có nhiều cái comment của anh chị nói là cù nèo với tai tượng là hai loại khác nhau. Nói là tai tượng hả? Tai tượng thì nó bự, cù nèo thì nó nhỏ, hay là cù nèo nhỏ tai tượng bự gì đó. Nhưng tượng cộng nó bự mà nó cứng. Nhưng mà ở đây thì theo mình biết thì cái cộng này mà nó tốt á thì cái măng cái này của nó thì nó sẽ mập, nó sẽ bự. Còn nếu như mà nó không có phân á, nó không được tốt thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đỏ mà nó cứng cứng vậy nè. Mất ba cũng nói là cù nèo với tai tượng nó khác. Tại vùng mình không có. Thì con thấy nếu như nói vậy á là bên vườn của cô ba á là đó là gì mập? Cái đó cũng cái cù nèo nhưng mà cái bên đó lạnh nó không có tốt. Còn cái này bên vườn 5, bên năm 6 thì nó cũng thì nó sẽ tốt hơn nè. Anh có thấy cái cù nèo rồi, cái cù nèo cái cọng nó gì nè. Nó bự hơn cái cọng này nhưng mà cái cạnh này nó cái cạnh nó vô nó cạnh nó lòi ra dữ lắm mà nhưng mà nó cứng nó thẳng gì nè mà cái lá đưa gì nè. Đó. Con tàu này nó đưa hơi ngang nè. Tàu này đưa gì nè. Mà những cái mà cái tai tượng á cái cọng nó bự hơn cái cọng này dữ lắm. Bữa nào mình mình phân biệt nó thường thường bên còn mới có, bên đây anh chưa thấy giống nè. Nhưng mình không để ý cả nhà, nhiều khi hai thứ nó lẫn lộn nhau mà mình không để ý, mình ra mình cũng không biết luôn. Nhưng mà ăn như nhau không? Ăn như nhau. Nó bên còn ăn cái vị nó ngọt ngọt, cái vị nó ngọt ngọt mà nó nhẫn nhẫn. Sao bên đây anh không thấy nha, chứ bên còn bển là nhầm chỗ anh thấy đó. Có rồi đó, có rồi đó. Mình không thấy, mình ra mình không biết. Ở dưới quê thì tầm giờ này mà ra vườn thì mũi nó đốt. Mũi đen. Khỏi chạy luôn. Bữa nay thiếu hữu qua do trễ rồi không có. Bà này để bé đâu vậy? Bà này đang kìa. Hỏi ba của Kim kìa. Ở đâu kìa? Chỉ gì có dú ở đây. Chắc thôi hơi bẻ của tiệm tèo chứ vậy. Tài ôm. Cầm được mấy cây cà trái quá trời. Thử giờ vú thấy nghi nghi rồi, cú mới tin kìa. Bữa nay múa đâu mà tốt dữ. Tốt quá, tốt. Đâu tính thốt. Hỏi cà múa ở đâu mà mới bẻ vậy? Mà đâu thốt, từ tèo quay lên nó thấy chứ. Trời ơi, từ tèo bẻ. Quay thì nói mua mình chối được mà. Không mà cái trái cà này mà trong vòng 2 ngày mình không ăn là trái cà này là khỏi ăn luôn bây giờ. Trái cà nó dài dễ biết lắm cả nhà. Cái màu nó trên đây nè, nó hơi phù phù ra. Cái cuốn này nó mấm lại mà nó ngã cái màu xanh đậm luôn. Là trái cà già đó. Cái cuốn nó càng già cái cuốn này nó càng teo lại nè. Mà càng non quá nó nhão. Con thì con chịu ăn trái cà, mình chẻ ra cái hộp nó đỏ nó đỏ. Nghĩ nó mới ngon. Trái cà mình nướng. Ok. Thả ra nó dậm nha. Ok, lấy kê, lấy kê, lấy kê, lấy kê, lấy kê, lấy kê, lấy kê. Cũng nhà lên tóc, em đi xin với nó bữa. Thầy có hai cục phía sau đó. Cái đá thầy tượng đó là xưa là vườn của vườn hay găng. Cái đuôi thầy tượng đó. Cái cục bự nhưng mà cao, thẳng thân. Cảm ơn nha, tỏ ớt tỏi rồi. Nồi này thương nó, cái nước để lửa cỡ nào nó cũng không chết, nó cười chứ. Nó có không cháy là nó vàng lên tới trên vành này luôn nè. Nó nóng
đều á. Nồi của mình mà vàng tới vậy là ở dưới thế rồi. Cái này nó vàng đều nhau. Bởi vì mình ấp ra cái nó nhìn như là ở ở bên bò, bên bò nướng. Ổi xả nó cũng vàng rồi. Xin cho cái nước mắm hồi nãy Hương cũng có dạo rồi. Chị Ngốc ơi, chắc vừa giùm chị luôn đi. Cái này tới cây dao qua khỏi thấm nước luôn. Dừa này 5 trái bằng 1 trái vậy Ngốc. Bằng cái dừa vậy đó. Đi mà nó ngọt chứ. Ừ, nó ngọt lắm. Dừa xin mà. Mở tội là cái nó nhỏ, trời ơi cái nó mềm này Ngốc. Cái nó ngon lắm nha, cái dừa này là nếu mà đạo ha, bỏ vô tủ lạnh nha. Rồi để cho thêm vàng thêm một miếng đường nữa ha. Hồ hồ ngon. 5 trái hả? 1 trái nữa. 6 trái hả? Ừ, lại đi. 8 gì? Tính là tính dạng tới 1 chục luôn mà thấy nhỏ nhỏ không dạng hồi miếng. Nhỏ là có vỏ đó. Nhả lì kìa. Nhả lì kìa, nhả lì kìa. Nhả lì kìa, nhả lì kìa, nhả lì kìa. Bữa nay nó không dám nhựa. Quá trời. Bà ngoại thương chứ mà chiều không được đâu ngoại ơi. Ăn bệnh nè. Cái đi hết kìa. Mắm nó cũng sâu vậy, giờ Hương sẽ cho cá vô. Đây là cái số cá hồi nãy Hương khứa ra rồi, giờ Hương sẽ gắp vỏ vô. Mình gắp từ thịt trong xe ha. Cá ở dưới mương á, mình bắt lên mình ăn liền nó thịt nó trong. Chị khừa chừa lại 4 khứa. Kho chắc ăn không hết đâu biểu rồi. Sáu rồi ăn hết cả nhà. Chừa 4 khứa thôi, mình kho mặn mặn ngon. Cho một chảo luôn rồi. Để chứ mở cho vậy. Không phải chứ quên. Dở hay dở rảnh chơi. Biết lúc nào để cho vậy, lúc nào không để rảnh cho vậy luôn. Đây. Mà phải bắt gà làm gì ta? Quá quá rồi. Không phải quay clip nữa. Clip nữa chắc sáng đêm luôn á. Đó cho chị nửa tiếng. Cháy đâu có đợi cháy hoài vậy. Mập có cá là ăn cá hả? Dạ, chị ở nhà sao chị không cháy cầm lên dưới nằm ăn. Ba ăn được. Ừ. Nó không cháy cho ba ăn. Ba ăn nhiều à, không cháy thì ba ăn được, ba ăn nhiều á. Không cho người ăn miếng cơm cháy bên mà cơm vậy đây nè. Kè chân thiếu. Mập ha. Cái nào cầu. Cái chứa này là gần cái đuôi của nó nè. Nãy Hương cũng có để ít cà vô. Cái chứa này nó bự. Ừ. Gặp anh Mập là bị đứt ra làm hai vậy đó. Rồi gì được em á. Dạ. Rồi. Để rau vô. Giá để giá. Ở dính nước mắm không có gì á kìa. Để em. À, mấy cái lượng ra chị. Chén cái lượng một cái. À. Anh nọc cái này đi. Nọc hết cái lượng với cái bông bóng. Lấy nguyên cứu luôn đi. Cái giá nhỏ quá. Chị là cái này. Đó, mình giá này ngon. Em mặc lên. Ôi, cái này mình nè. Cái này mình. Thôi mà cá nhà ăn cơm với cá kho mắm nha. Mà cá nhà ăn cơm với gia đình nha. Cảo nguyên ai dính mắm ăn cay được không? Được. Này. Béo. Để đỡ miệng á.
Con mời bà cô chú. Hôm nay mà mình ăn thay cá bông lao cả nhà nha. Giờ này mà được cá bông lao nha. Mời cả nhà mình ăn cơm với gia đình Hương nha. Mà cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Cá này mà béo cái này, cá bông lao béo cái nào. Hôm nay là nhỏ quá ăn chứ đâu là lớn mà chưa ăn. Không cá bông lao này. Đó ba đi thả sâu giống bông lao hoài đó vậy. Em nhớ đó. Nhớ hồi đó bà đi câu ha. Chào mẹ. À, trưa gì á thì bán. Còn cái ngày về đó. Dính là dèo gì á. Thế không bán. To đó đi, cái này mấy ngày. Đi xuống là tới đầm đầm với hồi đó ba đi cái xuồng nhỏ xíu và thấy ghê lắm chứ. Cái này là kêu cái gì tụi nghe cái từ ba con hồi đó cũng đi đăng cái chẻm dưới đó đó đầm đầm dùm tắt á đầm đầm đó làm như ở dưới cái khu dưới đó là nó cá tôm gì đó cá nhiều à mà đó mới gặp nhau lắm đó. Chắc không đâu không nghe kể không nghe kể gặp mình lần nào không biết nữa mà mấy của cô hay của cô chú nhưng mà nói dặn cô Hương 5 phút gì đó người ta nói cái gì cô nèo mà cô Hương nói tài tượng gì quá dặn cô Hương 5 phút chứ nhiều khi không chán không cô chú anh chị thương người comment góp ý hoặc là chúc hoặc là góp ý những cái câu nói cho nó vui với dỏm vậy đó do là nhiều cô chú quá cho nên là thương giả Út Liễu với quay phim cũng không có hiểu rõ là nam hay nữ hay là lớn tuổi hay là nhỏ có khi mà mình trả lời không đúng thì cả nhà mình thông cảm nha. Cô hổm kìa có anh đó anh nói trời ơi đã tôi là đàn ông mà cứ kêu thương anh đó là mình nhớ là tài khoản của anh tên là anh ba trời ơi đã tôi nói tôi là gì là nam mà cứ kêu tôi bằng chị hoài trời ơi kêu bằng chị giống như comment từ đầu tới giờ á thì nhóm đọc dám nhớ nhưng mà cái là anh chưa có xưng hô với nhóm á anh hay là hoặc chị hay cô gì đó anh cho nhóm không biết nhưng mà mình có đọc bên comment bên hai chiến miền Tây hay Tư Tèo đó là có xưng anh với nhóm bên đó thành ra mình mới biết là gọi anh bằng anh còn chị Hương mình trả lời là anh còn chị Hương thì chị chưa có đọc thành ra chị không biết không với bây giờ cái tài khoản làm như Google nó đổi lại lạ lắm nó lạ lắm mình nhìn nó khó lắm cái chữ đầu nó cái chữ in qua giống như comment thường á thì Linh Nguyễn đó là chị Linh đó thì là chữ L màu hơi đỏ đỏ cam cam còn nó vô anh Bảy là anh Lựng Trịnh Lựng đó thì chữ L màu xanh để dạo kéo lên thấy chữ L màu xanh thì nhìn lại thì có khi là anh đó mà nhớ vậy đó nó để gì nó khó nhìn nó có chữ 348147 gì để tùm lum hết trơn à khó đọc quá à dặn ba rau chút cho nó xèo ăn tám ngon quá tám rau này ngon đó, cụ nghèo tại tượng. Bây giờ mình không biết mình kêu đại hai tên đi, cụ nghèo tại tượng luôn. Cả nhà mình nó trúng cái nào thì trúng. Mình ăn rau được cũng tốt, ngoại ăn rau gì cũng tốt nhưng mà đêm á thì dễ uống thuốc. Người ta nói rau này ăn trị bệnh nè, chị nhất á, nhất lưng rồi. Có cá đi để nó hồi nó sôi quá cái này. Với ban đêm mà cái nhóm của nó ăn rau hung á chứ đúng là phải còn sớm sớm nha rồi thấy thì thấy bông súng đâu nữa về đâu nữa cặp chuối chét này kia giống như cắt rau hộp ôm cũng ngon đó cũng chết ha anh thấy gì chứ anh thích rau mồm á mồm mồm đi ăn ngon trồng hàng chiếu nó trồng rau mồm quá trời ở dưới đường mương á ở trên thì trồng rau tôm còn ở dưới thì trồng rau mồm nó ở dưới nó đủ nước á tốt chứ ảnh tứ phần ở trên nó chảy xuống hồi trước nó nghe nói rau rau ôm mà mình đâm uống với nước dừa nó trị bệnh gì đó nhanh đó khỏi thận bị sỏi thận đó anh Tèo đó uống nhiều lắm à chú đâm với nước dừa cho nó uống chú ăn cá đi chú ăn cá đi cá ngon thật dễ ăn bà không rau ngon hôm nay chúng phát triển với từ mắm mấy cục phở luôn luôn cái mấy cái lường á trời ơi nó béo mà nó mềm xong đi còn đi đám nữa rất ngon quá nó ngay rất em không lưng hết rồi ăn món này ngon không ngon không có hiểu hết cái này là giống như mua được hôm qua với đấm gom đây mình ăn chị thấy cũng ngon vừa ăn đi vị ngon rồi thôi là mắm nó ngon con cá nó quá trời ngon cá mập mà béo cánh tươi cá mấy kilo nhìn như cá bông lao ha trắng tươi cũng như
nó nước sạch á. Cái tưởng không anh không có 1 năm nữa xuống hầm nó là nó phóng. Cho tưởng nhiều quá mà tải em thấy nó nhiều dày quá trời, con cá tưởng không lớn hơn. Cái đó nữa chèo nữa sở với bên kia đó mà chèo sáu cái mương ngang này luôn, cho nó qua lại luôn cũng được, là nó mới thoáng cái. Chú không? Chú của Cường đi đi máy cắt về, cái em nói với chú là chú là mấy nào nhắm lên hay cái bờ chờ nó giữ nước nổi rồi, nó mưa lớn mình dưới nước dưới nó bể cái ngập dữ lắm. Chắc phải tháng 8 mưa lớn thì nó dưới sẵn cho ăn. Năm rồi cả nhà, nó tràn tới ngập tới cái thềm này luôn. Nước tháng 9 tháng 10 ngập cái hầm cá á, như là hầm năm rồi như là nước ngập là có bà cò bên đây không? Có. Rồi có bà cò. Cả nhà này. Mình cá nó lên săn đó, bà cò nó ở cái gì con nhiều quá trời nó lên săn rồi nè. Nếu ai nhiều cô chú mà mới xem kênh mà chưa có coi được cái tập đó á, thì hãy vô tìm Cù Lao mà tìm một năm gì trước á. Đó là 11 tháng thì 10 tháng gì đó là sẽ có cái clip mà nước ngập nhà của Cù Lao. Ginh tủ lạnh lên, bấm hương Cù Lao. Bị dở trận bể bờ đê gì đó. Là lỡ lên thấy không? Lúc đó bà nội, lúc đó bà nội còn khỏe. Lúc bà nội đang ở tại chơi. Mới xuống là bà cò nó chạy lên thấy mẹ xuống sớm. Hỏi gì cậu? Cá lội lên săn con bự bự. Nè, quay cái thủ máy không? Ai bắt sẵn mấy người ta chơi dục đây nè. Bữa đó anh té tôi bể đầu gối rồi. Bữa đó anh bắt ngay đèn dấu gốc đó, anh với anh Phúc bắt đồng con, rồi hai con nó về cho đó. Lì nó thông minh quá ha. Cá lên sân rồi nó dạ. Nó bắt được nó lấy cái bậu nhốt gà nó úp lại. Con đi tượng đi đánh đi quay ở nhà. Nó lấy con mình nó cả nhà em bữa sống đi nè. Nó lấy cái bội gà lên sân nó rồi nó bắt không được tài con nào, nó lấy cỡ 4 kg nó chê á. Nó thấy nó úp lại nó để đây đó, nó chờ nội nó đi ruộng giờ đang nội nó bắt em đi vô. Nó khôn thiệt. Cái bội nên nó úp lại như gà. Úp trên sân vậy đó rồi lóc như trong bội thôi kêu bằng sao. Yếu thì dùng kế. Anh đưa anh hỏi. Cũng nó lại. Sao? Xấu rồi nó đi nó mới đi về. Có bầy gà nó bên kia anh chưa vô phòng á, nó thấy bầy gà. Nó rượt á. Ở phường nào quá. Ngon hả? Ở phường nào ngon. Ăn nó nhẫn nhẫn nha. Mà nó ngọt ngọt. Mình ăn từ từ á, con nhìn nó nóng quá. Cái cây cà này cũng vừa luôn nha. Ừ. Mắm này cũng dễ ăn. Chấm có thể rau cải. Rau cải mình mua cải cải bắp thảo á. Cải giòn á, cũng chấm cũng ngon. Con súng.